Chloe. Mari, mari. Một chiếc mà người anh cân nữa. Đánh bỏ kháng, bỏ bóng, phá lên cái trấu bô rồi sẵn. Lần này thiểu bất phá lên trấu thôi. Anh Tiến ok mà không ai bơm nữa. Không có bóng, không ai lắm được bóng. Dạ. Cho anh Dũng vào thay thôi anh thôi. Người đi tập tà thì hay hơn. Thay đổi chú. Tiến ơi, qua đâu em ơi? Hay lắm em ơi. Tốt rồi. Dạ. Anh ạ ơi. Anh ạ ơi. Thay CB không? Thay CB. Dạ. Mà anh nghe bố đợi chút này. Ok, lá vô. Trứng ơi, nhiệt lên em ơi, cố lên em ơi, nhiệt lên. Sạc thì hai cái đuôi đó để trắng lắm rồi sao thằng ơi. Dài hơn thì có đi ngủ nó dài rồi là gần hết cỡ nó kỹ thuật. Lắm rồi, chậm lắm rồi.
ba tập ta ra trong nhà mình đang ok đấy. Quay quay nó chạy bắt chiều lên. Chết mẹ rồi. Mà chết mẹ thay thôi, thay thôi. Thay thôi, thay luôn, thay luôn. Anh vô, vô, vô đi. Anh vô, vô, vô. Để xong có bóng đó. Xong, xong chấp anh đây. Xong có bóng đó trả giả này. Wraps up, wrap, wraps up, up. Cái cục cụ đen thui là đâu cũng phóng à? Hả? Hay lắm, hay là mày mới của em đó, ngoắt quá, ngoắt quá thằng đi, ngoắt quá, ngoắt quá. Kẻ đó đừng đừng đừng. Chết mẹ mấy con đi. Nó xung vào đấy hay. Không hơi nhẹ, hơi nhẹ, hơi nhẹ. Hay rồi, hay rồi. Bọn hết sức rồi. Sút. Bên dần. Corner. À. Sao 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 tay mình đá sao nó mấy trái kết thúc sao nó nhẹ nhẹ sao ta? Được rồi. Đúng không? Trái lầm đấy là phải đóng mạnh lên chứ. Quay cho nó ra để xem camera nó có kép tay không. Ừ. Trương ơi em ơi, nghĩa 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 nghĩa. Trương em à. Quả này phạm lỗi, kể cả phạm lỗi như nữa. Buộc phải phạm lỗi như quả bóng đó rồi. Quá không chịu cũng mình được. Bóng mà thì kia mạnh quá. Bóng nó không từng hoàn được kia. Nó ra cái chân thì cũng đi cho chết đó luôn con ạ. Không hay mà. Nó ra bụng. Nó ra bụng. Nó ra bụng. Nó không cánh lên cho nó vừa kia. Hey, what? What did you say? How long the time you won? Đá đi. Xóa hết bộ nhớ chưa? Dạ xóa hết rồi. Phải ghi được một bàn thì nó mới thấy được mới có cơ hội cân bằng lại được. Dạ. Lỡ nó có cơ hội. Mày có ba cơ hội rõ ràng luôn. À. Số lên hả? Phải ghi được một bàn. Đấy,
ơi. Chọc kê. Chơi đài nổ lên Thiên ơi. Ê. Đẹp quá, còn đấy, đẹp đấy, đúng bóng. Tiến đất của em đi, Tiến ơi. Ôi trời ơi. Chân trái, chân phải. Chân trái, chân phải. Biết này ấy nhỉ? Thêm thêm bước nữa. Cần gì phải bỏ thế? Đầu tiên lên em ơi. Rất nhiều cơ hội. Chứ mình thắng lắm mấy không nhỉ? 4-2. Đi mình thắng rồi. Tốt lắm em ơi. Của mình rồi, của mình rồi. Anh Thiên đi vô, anh Thiên đi vô. Điền này em chạy đi không biết gì. Ném biên không tới chuẩn bị. Đứng 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 nguyên, đứng nguyên, đứng yên, lấy bánh luôn. Ép luôn đi. Ép luôn, tiền ép thăm đội trưởng luôn, tiền ép thăm đội trưởng luôn. Ép hết. Ê! Bên ta, bên ta, bên ta. Hey, what you see there? Lao ơi. You see what? How you see? The. Play, 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 play. Play. You make what the ball? Xa 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 ra được. Đâu có bóng nữa bắt biết. Mấy hạt này thế. Nó đứng ở góc của nó nhìn thấy đâu. Nhưng bắt chết rồi. Cái thằng nó sạc ra mà. Nói vừa rồi anh em ơi. Nó không bẻ quá heo. Điên thôi. Không không không. Không có lối đâu đá đi. Hay quá. Không lối đây, không lối sao đâu. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh em ơi. Anh em bên ngoài bình tĩnh nhá, chờ nhau thằng đối đầu kính trong góc của mình là đá bị. Thái Lâm, Thái Lâm, Thái Lâm. Hả? Thái Thái Lâm đi. Anh thu Thái Lâm đi anh. Anh thu vô đi. Anh thu đang tiền đạo anh thu ơi. Anh thu bỏ vô đây tiền dần ra. Anh em bên ngoài bình tĩnh đợi cho anh em trong sân. Còn tỉnh táo ở đá chứ. Bên ngoài mình. Thằng Vinh con nó bắt vớ vẩn.
Thôi kệ đó, kệ nó. Đấy là bình thường. Hay lắm. Chăm.